Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 2 năm 2018, nhằm 30 Tết Mậu Tuất. Đến với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có là buổi phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về Tết Mậu Thân năm 1968 do Thanh Trúc thực hiện với hai phóng viên chiến trường của UPI. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị phần kết của buổi phỏng vấn đặc biệt này. Trong phần 2 là câu chuyện hàng tháng với Trần Quang Duật. Để mở đầu chương trình, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần cuối của buổi phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về Tết Mậu Thân năm 1968 do Thanh Trúc thực hiện với hai phóng viên chiến trường UPI, ông Dan Sutherland và ông Bob Kaylor. So how about you? Well, you're asking, you're hoping, or you're suggesting that the leadership in Hanoi would actually tell the truth. I'm not suggesting. I'm and just they, wondering why. Well, they're not famous they, yeah. for telling the truth. Yeah, thưa quý vị, Thanh Trúc phải nói liền là ông Dan có nói Thanh Trúc là cô hỏi và cô gợi ý rằng là người Việt Cộng có nên nói một cái điều gì sự thật về Tết Mậu Thân và nhất là cuộc thảm sát ở Huế không? Thì ông Dan nói rằng là họ nổi tiếng là những người không có bao giờ muốn nói thiệt hết. Họ là nổi tiếng là những người không bao giờ muốn nói sự thật hết. So we shouldn't expect too much of them. Dạ, và Thanh Trúc cũng không có gợi ý mà Thanh Trúc tự hỏi thôi và ông nói rằng là mình đừng có và ông Dan nói rằng là just chúng ta không give, nên chờ đợi quá nhiều ở người Cộng sản về những cái điều đó. Let me give an example. Of incident that affected all of us very deeply. There were five journalists in one of these mini-mo jeeps driving. They heard there was some action occurring in Saigon in the Chulan area, the Chinese area. So they drove this jeep in. I think it was four Australians, one British journalist. And the Vietnamese in the area started telling them, the Viet Cong are there, the Viet Cong are there, stop, turn back. People were very nice to them to try to help them, try to protect them. Stop, turn back. And unfortunately, they went too far. And a small Vietnamese unit, Viet Cong unit, came up and began killing these guys. And their commander, whose name is known to this day, according to the one journalist who survived, Mr. Palmas, one journalist, seemed to enjoy using his pistol to shoot these people up close, to shoot them. He seemed to enjoy killing these journalists. So Hanoi later issued a statement, I forget what year it was, it took a while, saying, this was obviously a case of mistaken identity. In other words, the Viet Cong soldiers didn't know these were journalists. Well, number one of the journalists was shouting, Bauchi, Bauchi. Oh, how do you say it? Press, Bauchi, Bauchi. Bauchi, Bauchi. He was saying Bauchi. He was lying there saying that. And the guy laughed at that, Bauchi, you know. He deliberately was using this pistol to fire at them one by one. The one guy escaped, ran away. So we know the whole story. And Vietnamese, to their credit, South Vietnamese standing nearby, tried to give him some cover. So they, because the guy kept shooting at him. They took a risk, the bullets were still flying, they took a risk to protect him. So that speaks very well for the South Vietnamese people who were there to try to protect this one guy. Who, I always say when there's a massacre, there's always a survivor. In my experience, I've written about a number of massacres, including ones that happened in China and elsewhere. And there's always somebody who survives. And fortunately, this guy survives. So we know the full story. Mm-hmm. Yeah. Kính thưa quý vị, sau khi đã nói rằng là chúng ta không thể chờ đợi cái gì ở nơi người Cộng sản nói thật đâu, và họ không bao giờ nói thật về những cái điều họ làm, thì ông có đưa ra một cái, ông có đưa ra một câu chuyện vào lúc này. Ông kể lại một cái ký ức mà vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của ông, đó là lúc đó trong cái trận chiến Tết Mậu Thân, thì ngay lúc đó chuyện xảy ra ở Chợ Lớn là, quý vị, như Thanh Trúc nói, là những cái người ký giả ngoại quốc họ đi những chiếc xe mini mốc mui trần,
những chiếc xe dép lùn đó, họ đi thì họ đi ở trong cái vùng chợ lớn đó, thì họ mới lái họ đi. Đó là bốn ký giả người người Australia. Xin lỗi quý vị. Và một ký giả người Anh. Thì khi mà họ đi trên cái con đường đó thì rất là nhiều người Việt Nam ở đó, là tức là dân chạy loạn đó, họ tìm cách để nói cho bốn người ký giả này biết là Việt Cộng ở đằng kia, cái Việt Cộng đằng kia, Việt Cộng ở đằng kia. Nhưng mà những người này đã quá trễ rồi, những người này chạy xe chạy thì vô cái chỗ, cái nơi đó thì một toán cộng sản, một toán bộ đội xuất hiện. Và cái người mà có vẻ như là trưởng toán đó đó, trưởng hay là chỉ huy cái đám bộ đội đó, đã cầm cái súng lục đó và nhắm bắn rất là gần vào từng người ký giả. Mặc dù là có những người trong đó đã cố gắng la lên là báo chí, mà anh chàng này vẫn cười khẩy vào nói báo chí, và bắn người ta, bắn từng người chết. Nhưng mà cái người mà chạy thoát đó, cố tìm cách để chạy về phía mấy cái người, phía mấy người dân, và chính những người dân và những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã tìm cách cover, đã tìm cách che đậy cho anh ta. Civilians, dạ, chính những người dân đó, không phải là người lính, thưa quý vị. Chính những người dân đã tìm cách để mà gọi là che chở cho anh ta và che chở, mà bên kia vẫn tiếp tục bắn theo. Đó, thành ra rất là may là đã có một người ký giả đó sống sót và kể lại như vậy. Anh ta kể lại cái hành động của người Việt Cộng như vậy, tức là họ giết bất kể, họ giết người thường dân, họ giết người thường dân chứ không phải họ giết lính đánh nhau với họ, mà họ giết thường dân. Không có súng ống thì họ giết. Rồi sau đó không biết là một khoảng thời gian sau thì là Hà Nội đưa ra một cái thông cáo, một cái statement, một cái văn bản cũng nói rằng là đó là một cái sự lầm lẫn đáng tiếc về lý lịch. Tức là họ tưởng rằng những người đó là những người lính, cho nên cộng sản tưởng như vậy cho nên mới giết. Đó là một sự lầm lẫn. Nhưng mà thưa quý vị, không may cho những người cộng sản đó là một nhân chứng còn sống đã kể lại về cái hành động gần như là ác tính của cái người chỉ huy cái nhóm bộ đội mà giết những cái người lính này. Đó là những người lính bị giết ở trong trận chiến Tết Mậu Thân. So do you know any, you want to add anything about the foreign journalists who were killed in the Tet offensive in Vietnam War? Well, Mr. Kaler? There were a large number of foreign journalists who were killed, some in Vietnam and in Cambodia as well. The photograph which you showed there was taken by a photographer who was very well known named Dana Stone, who later disappeared in Cambodia and was Dennis missing. Stone. He's not a No, he took the picture. He took the picture. His camera box is in the front. Okay. Yeah. Dạ, kính thưa quý vị, thì là ông đối với ông Bob Keller, ông đã rất có rất nhiều ký giả ngoại quốc đã chết ở trong trận chiến Việt Nam, và kể cả trong Tết Mậu Thân nói riêng. Thưa quý vị, chết ở Việt Nam, chết ở Cambodia, và ông đưa ra một cái hình. Đây, cái người này là cái người tên là Dennis Taylor, rất là nổi tiếng, đã chụp hình và anh ta sau này là bị chết ở Cambodia. He was killed in Cambodia or missing. By Khmer Rouge. Khmer Rouge. Sau này ông ta bị Khmer Rouge, rất là Khmer đỏ đó, giết chết ở bên Cambodia. You know, they were just trying to do their job to report the news and to photographers. Yeah. I was with them. I was with them just before they got captured in Cambodia. In Cambodia, yeah. They were standing next to me and they went up the road and never came back. But they were trying to tell the world what was going on. Right. Yeah. And do their job. Yeah, like you are like Mr. Kaler and Mr. Sutherland. Thank you so much for speaking, you know, remembering and speaking to us about the Tet Offensive. We know that you are like witnesses, and you know a lot about the Tet Offensive. Mm-hmm. And thank you for sharing. Thank you. Yeah. Thank you for sharing. And then, so your last word about that offensive, very brief. Well, we'll never forget. You know, this was the biggest story some of us ever covered, but it also remains a painful memory because of all the people who died. Yeah, thưa quý vị, thân chúc hỏi cảm ơn về cái nhân chứng cũng như là cái sự hiểu biết của quý ông về Tết Mậu Thân, thưa quý vị, và cuộc chiến Việt Nam, nhưng mà đặc biệt là về Tết Mậu Thân. Thì ông có còn điều gì để nói khi mà nói về Tết Mậu Thân? Ông nói đối với ông đó là một cái điều
một cái ký ức đau đớn, buồn phiền, đau đớn vô cùng và không thể nào quên được, không thể nào xóa nhòa được trong trí nhớ. Mr. Keller. Well, 50 years later, the memories are very vivid still, and they're also very difficult in many ways, particularly because of the loss of life that was involved. Yeah. À, kính thưa quý vị, đối với ông Bob Keller thì 50 năm trôi qua rồi mà cái ký ức đó nó vẫn còn sống động, nó vẫn còn sống động nó ở trong tâm khảm của ông, và thực sự là thật là khó khi mà nhắc lại để mà còn nhớ tới những cái người đã tham dự vào những cái biến cố đó và bây giờ đã nằm xuống, đã chết đi. Một lần nữa, Thanh Trúc xin được cùng với ông Bob, ký giả Bob Keller, ký giả Dan Sutherland, xin chân thành cảm ơn quý vị và xin gửi lời một lời chào chân thành đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.